chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và gần đây mình không có làm về game lock root mình thấy có rất là nhiều bạn hỏi là anh ơi tại sao anh lại không làm về game lock root bác tô ơi combat game lock root đi anh ơi làm game lock root đi thì uh, mình đã chia sẻ rất là nhiều lần với các bạn trả là mình trả lời bình luận bên dưới đó thì mình có nói rằng là do lock root hiện tại không có update nên là mình cũng không có ý tưởng gì để làm tuy nhiên thì sau nhiều lần trả lời như vậy mình chợt nhận ra rằng mình đã sai không phải là game không update thì mình sẽ không có ý tưởng để làm thậm chí trước đây mình làm video cũng không liên quan gì đến update của game mà hầu hết là dựa theo những cái gì mà anh em commenter trên video của mình và những ý tưởng của anh em đóng góp bên dưới mình lấy ra làm những cái nội dung video của mình thì thông qua video này mình làm về lại về game lock root mong là có những sự đóng góp tích cực của anh em để mình phát triển những cái nội dung tiếp tục về lock root đúng như ý nguyện của anh em thì mình thấy là anh em rất là thích xem lock root còn những từ game khác thì có lẽ mình chỉ làm phụ thôi chứ không có thể nào mà làm chính được đúng không nào được rồi, thì uh, uh, nói sẵn thì nói về cái chuyện update Cách đây một cái video uh, tháng hay tháng gì trước á Mình có nói game lóc rút thì còn lâu lắm update đúng không? Thì đợt đó có ai đó thì đồn là tháng 7 hay là tháng 8 gì update Thì mình khẳng định luôn là sớm lắm tháng 9 à, Sớm lắm tháng 8, tháng 9 gì mình không nhớ mình khẳng định là lúc nào Nhưng mình còn nói là tháng 9 nhiều khi cũng delay Đấy là uh, delay qua này nọ họ có thể là thậm chí anh em nhận được một bản update là tháng 10, tháng 11 Thậm chí là kéo đến tháng 12 luôn thì um, uh, có thể là như vậy đó thì chắc mình nghĩ là đợt này sẽ kéo dài ra tới sự kiện Halloween sẽ có cho anh em một cái sự kiện Halloween sau đó thì sẽ um, đến Noel update luôn cái <laughs> cái update 18 đó anh em được rồi thì trở lại với chủ đề chính của mình ha và um, uh, nói về những thanh kiếm mà đối với mình khó lấy nhất game thì mình sẽ có một cái bảng xếp hạng thì đây là một cái bảng xếp hạng mà dựa theo quan điểm cá nhân mà của mình chứ không phải là dựa theo của gọi là dựa theo cái cái tổng hợp giữa tất cả mỗi người sẽ có một cái điểm khác nhau về cái, cái độ hên xui á thì với ba thanh kiếm mà mình xếp hạng năm mà nó chỉ nói về top 5 thôi là sadi shisui và wado tại sao mình gộp ba thanh kiếm này lại xếp hạng top 5 là vì ba thanh kiếm này thì mình lấy nó thì thật sự thì rất là dễ luôn mình chờ mình chờ hai lần mình chờ ra con boss ba lần ra ba con cái con con NBC lấy kiếm á thì mình có được luôn ba cây thanh kiếm này đầy đủ. Còn có nhiều bạn thì đôi khi gặp khó khăn giữa cái ủa uh, 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 trời bây giờ game nó lắc nó như thế này luôn hả ta Đó bây giờ nó mới trở lại bình thường nè. Thì uh, có nhiều bạn thì gặp khó khăn với ba thanh kiếm này nhiều khi là có bạn thì nó cứ ra cây si hoài có bạn thì ra cây sa đi hoài có bạn thì ra qua đô hoài mà nó thiếu một cây cứ tìm hoài không được thì lúc đó thì đối với những bạn khác thì cái độ khó nó khác nhau đối với mình thì treo ba lần lấy ba cây luôn cho nên là nó không có xếp hạng gì khó gì trong đấy được rồi thì với mình thanh kiếm mà khó thứ tư chính là cây uh, coco cái thanh kiếm coco này là cái thanh kiếm mà mình phải đánh boss lo ở c 2 tại sao nó lại khó lấy vì cái thanh kiếm này thời điểm mà nó cái bot lo nó mới ra thì các bạn biết là đánh bot lo nó vất vả như thế nào mà cả tem phải cùng nhau cày đánh rất là cực khổ vất vả thì cuối cùng mới đánh bại được bot lo đúng không rồi sau nhiều ngày nhiều tháng có nhiều bạn thì có được trước các bạn chưa có được người buồn người thất vọng rồi cái kiểu nhưng mà cuối cùng thì cũng có chơi hai ba ngày cũng có được cái 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 cái, thanh kiếm này thôi rồi thấy là nó khó lấy cỡ nào đó, đúng không đó là thanh kiếm xếp ở hạng thứ 4 và thanh kiếm xếp ở hạng thứ ba Đó chắc chắn là cây tam kiếm mặc dù là cây tam kiếm thì uh, mình có thể dùng ba thanh kiếm kia để ghép lại thì uh, mình có thể có được cây tam kiếm đúng không nào các bạn tuy nhiên thì uh, với cái tam kiếm đó, nó không phải là 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 là, 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 là đơn giản ghép ban kiếm với cái thanh tam kiếm này á, thì mình cho nó là nó khó hơn cơ cơ á, là như thế này trước đây lấy thanh mấy thanh kiếm là xa đi với Wado á đôi khi mình treo ra thanh kiếm rồi cái là game bị dăng sức đau server đó nhiều khi mình chạy tới con bot bị sức đau bị này kia là con bot nó biến mất ở con lộn con nbc á nó biến mất thì mình không có lấy được một trong ba thanh này và thời gian thì cũng phải mấy ngày mới treo đủ được ba thanh này và ghép lại thành cây tam kiếm nhưng mà như mình đã nói thì nếu mà mình đụng được nói chuyện với nbc thì ba lần ra ba thanh đó như vậy thì mình xếp cái tam kiếm nằm ở top 3 và cái thanh kiếm mà khó lấy top 2 đó chính là sông kiếm ô đen Ừm, top 1 làm các bạn bất ngờ đúng không tại sao sông kiếm ô đen lại khó lấy thứ hai mà vẫn có một thanh kiếm khó lấy hơn thì lát mình sẽ nói sau với cái thanh kiếm Oden này thì bạn phải có được cái thanh kiếm Yama và cây Tusita thì các bạn cũng biết là Yama và Tusita thì nó cũng tùy theo cây cây khó lấy cây thì uh, bình thường chẳng hạn như mình nhớ là Tusita là cây dễ lấy hơn đúng không nào đây mình sẽ xài chiêu ra mình sẽ nhớ à. đúng rồi cây Tusita là cái thanh kiếm mà mình sẽ đánh cái con boss level 2000 ở đây và mình sẽ có được cây Tusita thì cứ treo từ từ là có thôi nhưng mà cây Yama thì mình phải làm nhiệm vụ để rút cái thanh kiếm và sau khi mà rút được thanh kiếm này thì mình phải làm một chuỗi nhiệm vụ rất dài, rất là dài, rất là khó phải là là nhức đầu luôn này mình mới có được cái thanh kiếm song kiếm đen này. Và thành quả thì xứng đáng thôi vì cái song kiếm đen này hiện tại là thanh kiếm mà mạnh nhất game mà thôi. Ừ, không biết là các bạn uh, cho rằng là thanh kiếm nào mạnh top 2, top 3, top 4 thì comment cho mình biết luôn ha. Được rồi, thì uh, như vậy song kiếm đen chỉ đứng top 2. Như vậy thì thanh kiếm nào đứng top 1 Ừ, làm các bạn bất ngờ Nhưng mà đối với mình Cây Yoru Mini này là cây khó lấy nhất Các bạn biết không Mình phải đánh hơn 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 3-400 cái con bot admin Thì mình mới có được cái cây cây sông Cái cây, Yoru Mini này Và nó rất là nhỏ luôn Và đây đây được, rồi. Bây giờ nó nó, nó nó, nó, di chuyển cho cái, về chỗ này á Thì mình sẽ cho mình các bạn xem nè Mình về, về Zema Mình lấy cái cái Mình cho các bạn xem là cái số lượng con bot bí ẩn Mà mình đánh được Ngoài việc mà đánh con boss bí ẩn không Thì mình còn đánh boss admin thì trong tem nhiều khi là treo được Rồi mình qua server này, server kia, mấy bạn fan á Thì mình mở cái server VIP miễn phí của mình trong Discord á Thì mấy bạn fan treo được cái thấy mình vô là có đầy đủ cúp cho mình đánh Để ủng hộ, để hỗ trợ mình lấy cái thanh Yoru Mini Nhưng mà các bạn cũng thấy là... <laughs> À, nếu các bạn nào mà fan cũ ấy, thì cũng biết rằng là mình lấy được cái thanh kiếm này rất là khó đây là cái số lần mà mình đánh cái con boss cái con boss nó bí ẩn và 650 con bí bí ẩn. Thì về sau mình có đánh thêm nhưng mình nhớ đâu đó mình đánh cũng 500 con để kiếm chén, kiếm đũa này kia các kiểu rồi mình cũng đi đi nhặt chết nè để mình kiếm được mấy cái chén thì sau đó thì mình mới đánh bot admin đúng không? Nhưng mà đánh mãi không ra, rồi còn nhờ những cái sự giúp của sức của bạn fan. Mình nhớ đâu đó thì mình đánh hơn hơn 300 con á thì mới ra được cái thanh Yoru mini. Và cái thời gian mà để có được cái thanh kiếm này mình phải tính bằng tháng Mình tính bằng tháng chứ mình không tính bằng ngày So với cái song kiếm ô đen này bạn tính bằng ngày để bạn lấy được Cái này bạn tính bằng tháng thì bạn nghĩ là thanh kiếm nào khó nhất rồi đúng không? Đây cũng nói lên cái sự nhỏ của bác Tô thôi Còn nhiều bạn đánh một lần thì ra bây giờ nói chung là thấy trong tem này kia người ta đánh ra Mình đánh không ra thì cũng buồn ha các bạn Rồi vô thì các bạn fan thì cứ cà khịa bác Tô Nói là em đánh một lần ra Yorumini Còn Bác Tô đánh mãi không ra Cứ ngày nào vô video đọc bình luận Cũng thấy là mấy bạn cà khịa à, Thì em đánh thế này thế kia Đánh mấy con ra Yorumini Các kiểu Cứ cà khịa Bác Tô cho đến một ngày Bác Tô có được cái Yorumini Và đeo lên trên cổ Thì mới không bị anh em cà khịa nữa Nhưng mà câu chuyện đó Vẫn bị anh em đàm tiếu Cho Bác Tô nhỏ bác Tô này thế nọ Đây này thế nọ đúng không Thì à, thôi Uhm, dù gì thì uh, trước đây thì uh, đánh mãi không ra thì mình còn được có cái nịt nhưng mà bây giờ thì có được cái mặt dây chuyền đeo trước ngực á thì nó cũng có vô rumini rồi đó là bây giờ thì không còn bị anh em cà khịa nữa đó là thanh kiếm mà khó lấy nhất đối với mình được rồi, thì đây là top 5 video Ủa gì lộn, video nói về top 5 thanh kiếm mà khó lấy nhất đối với mình Còn các bạn thì sao, thanh kiếm nào khó lấy nhất với các bạn thì hãy comment lại bên dưới ha Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi, bye bye mọi người nha